Hello em, hello, hello gang, welcome back my channel. Em rồi nha. Giờ đây I'm going make video about Bender Riddle Stop. He's a bad player from Indonesia. So many viewers request make video about him with the new deck, the motor Earthquake. So okay, let's check it out. So don't forget to follow his Twitter. I will post the description video. Thank you so much. Hello anh em, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube mình. Em vô đây. Ngày hôm nay mình sẽ làm clip về Benro Video, top player rất là được cảm tình từ Việt Nam. Ngày xưa chúng ta cũng thấy là đánh với team đánh với team Kick, và có ngày xưa thì có Tally, có Legend, có Onion. Thì Benro thì chiếm được cảm tình rất nhiều đến từ anh em Việt Nam. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến vào deck khá là mới mà rất nhiều người yêu cầu, là deck có Mota Earthquake. Chúng ta sẽ thử xem sạch matchup này đánh như nào. Thông thường thì Earthquake sẽ counter khá là tốt, đặc biệt là chỉ cần một con Knight, Spear và Earthquake thôi sẽ counter X-Bow. Mà gần như là, như vậy thì X-Bow sẽ không bắn được vào trụ. Khởi đầu là Glory Spear và Ice Spirit. Thực sự đánh nghe matchup này mình xem là cách xử lý của Benro Video thế nào thôi, chứ còn việc mà thắng hay thua hay là đánh như thế nào thì mình nghĩ là Benro anh ta đã cầm chắc phần thắng tận 60%, bởi vì là khi mà có Earthquake thì X-Bow sẽ gần như là rất là khó đánh, đặc biệt có Firewaker. Các bạn biết là một Firewaker, một Lock thì không chết Firewaker. Rolling Spear cộng với lại một Knight với một Earthquake nó là thủ rất tốt rồi. Hơn nữa thì kiếm đam đến từ Earthquake thì cũng là hợp lý. Đam của Earthquake cũng lên trụ. Hay tiếp King Tower rồi. Còn đây con Firewaker này, theo mình cũng đã nói rồi, con này con gọi là hai con dao hay. Nó vừa có tính năng gọi là đánh khá là hay, tuy nhiên thì nó lại thường thường xuyên nó gọi là bóp dài. Đấy, Golden Spear và Firewaker đẩy về phía sau, bầu nó gần bắn vào trụ. Defense thì là dễ rồi. Tuy nhiên chúng ta xem là cách xử lý của chơi như thế nào. Tại vì Crafter, và Crafter này, Crafter Kane, anh ta là một player mà mình phải nói là rất quý anh ta. Anh ta support cho mình rất nhiều từ những ngày đầu, những ngày bắt đầu mà từ 2019, đầu 2019 thì bắt đầu là anh ta nổi. Thì thực sự là Crafter và anh ta đánh rất hay. Anh em đừng quên là follow Crafter trên Twitter, YouTube. Hey guys, don't forget to subscribe Crafter YouTube channel, YouTube channel, Mr. and Trick. He support for me so too much, so very friendly. Khi mà có Earthquake thì gần như là X-Bow rất khó để công. Và gần như là các player đánh X-Bow thường họ sẽ cố gắng là họ cycle 2 cái X-Bow. Tức là họ sẽ đặt một cái X-Bow thủ trước, sau đấy là khi mà các bạn cũng spell á thì bắt đầu họ xoay lại rồi tiến thành đặt 2 cái X-Bow. Và như vậy là khi mà các bạn mà không có spell to thì các bạn sẽ khó để đánh được X-Bow như kiểu vậy. Một, nó vừa công vừa thủ mà có bắn anh như vậy. Nên có thể Crafter anh đã không thể công bằng X-Bow, vì vậy là anh đã chuyển sang là thủ bằng X-Bow. Đấy là kiếm bằng spell, bằng cycle spell. Nên bạn quan trọng không? Cái đánh của anh ta rất hay. Những người chơi mà đánh được cách thường thường sẽ sai, sẽ đánh theo cách rất là biến mắng. Tuy nhiên thì Active King Tower rồi thì cũng không thành vấn đề đối với lại Banner, vì cái đánh của anh ta là đánh bắt địch xa, kiếm đàn ấy thì Mota và Firewaker, vậy là anh ta cũng không quan tâm cho lắm. Mota bắn vào trụ rồi. Mình không hiểu cái đánh của Benro tại sao anh ta, cái đánh của Firewaker tại sao anh ta lại không đập một cái không thả ra quân, nhưng mà vẫn bị một pha của Mota bắn vào trụ. Trong cái turn như thế này thì chuyển sang là Fireball rồi, bắt Tesla bắt rồi, cho tốt Earthquake đây rồi. Và cái Mota nó sẽ bắn vào trụ ngay. Không, còn được điểm Firewaker. Đúng rồi, đây là thời điểm mà Firewaker xuất hiện phát huy sức mạnh của chính mình, là khả năng bắn lan. Này,
Quake. Cái lượng máu bây giờ nó lại chênh lệch rất lớn rồi, 50. Cái lượng đam của Benro anh ta còn khó nhiều hơn gấp đôi. Vì vậy bây giờ thời điểm là Grapple anh ta bắt được phải công, nhưng mà công như thế này là muộn rồi, bởi vì là khi mà thời điểm nhân tay thì cũng như Epo và Moza hai cách này nó cycle bằng nhau, tốc độ nó bằng nhau, vì vậy là Earthquake với lại Nai nó sẽ xay rất nhanh. Bây giờ thời điểm mà Benro anh ta không cần phải công Moza nữa mà anh ta chỉ cần chuẩn bị phần Nai đặt xuống. Đúng rồi, và sau đây là Earthquake và cứ không thì như vậy thôi. Gần như là Moza đã mắt vào chủ và bắn gần như là Moza và cũng lượng Echo bắn vào chủ. Rồi 16 giây, 15 giây, 14, 13. Đấy, các bạn thấy là khi mà ngay từ ban đầu mình dự đoán là bên nào dễ thắng hơn là sẽ không biết diễn biến, có những người chơi mà họ đánh thay như thế này thì chả nói trước được gì. Ok, có hàng một Gplay, mình sẽ check thêm có một Gplay nữa. Cái nick này nó không phổ biến ở trên ladder, nó chỉ gọi là ông nào mà muốn snip thì thường sử dụng nick này thôi, đặc biệt là đánh Xbo hay là gặp những cái này. Ok, sau đây sẽ đến một click Rarehawk. Một điều bất lợi cho pha Benro là anh ta sử dụng Earthquake. Nếu mà Ray anh ta chuyển sang Fireball, chuyển sang Cycle, Resuscitation Dragon cộng với Fireball thì gần như là Benro sẽ khó thủ đấy. Tuy nhiên thì có một cái điều là Benro anh ta lại có Motor và có cả Tornado Active Tin Tower. Tuy nhiên trong tuần này thì anh ta không Active được, bởi vì nếu Active trong tuần này thì anh ta sẽ bị khá nhiều đam đến từ Skater rồi Hawk nữa. Khi mà các bạn chấp nhận chơi Firewalker thì các bạn phải chấp nhận là các bạn luôn bị luôn làm cái đối phương cái Active Tin Tower. Nhưng mà đánh với Moza đánh với Firewalker thì nó không thành vấn đề gì lắm. Tiếp tục Firewalker phải dùng Fireball nhiều rồi. Giờ anh ta không có cách nào để sử dụng Firewalker nữa. Anh ta phải sử dụng Fireball và chỉ có sử dụng Fireball thôi. Và nếu mà sử dụng Fireball fail, lỗi mà trong một turn thôi thì gần như là Ray là thua. Cái nỗi ám ảnh của Bow đó chính là Rhyhawk và có Moza cũng vậy. Khi mà gặp Rhyhawk, Moza cũng khá là khó xử. Tuy nhiên, có một cái điều khá thú vị đó là cái Moza nó còn Goblin Burr mà nó xuất hiện thì gần như là nó đổi hướng, nó bắn vào trụ này chứ nó không quay trở lại, nó bắn con Goblin Burr. Đó là một cái điều mà mình nói là sau nhiều năm update thì Motor thông minh hơn rất nhiều. Ngày xưa mình còn nhớ thời điểm mà Motor bị đuổi chết, tức là nó đứng, mà các bạn còn nhớ cái thời điểm mà Motor đánh cách bao cái drop mà đặt cách bao của Motor thì Motor gần như mắt là bị trả mặt, còn còn đứng yên, đứng yên. Đó là thời điểm khá lâu rồi, 2018, 2019, gọi là book game. Đó là những cái lỗi sau này khi mà Moza được lập trình lại thì nó thông minh hơn rất nhiều đam đấy. Rồi Moza và tiếp tục xoay một chiếc Moza tiếp theo, không thời điểm này Firebreaker đã bắn chết hai con Skeleton và Moza sẽ là lập tranh hợp lý. Và trong cái phát chất này thì Gander anh ta thường sử dụng Moza làm tay chứ không sử dụng Tornado. Sử dụng Tornado thì nó sẽ gần như là rất khó defend cả Skeleton và cái deck của Jay anh ta rất đánh phải những quân đánh chậm, mọi thứ rất chậm. Vì vậy là khi mà gặp những deck nhanh như vậy thì Benro gần như rất khó xoay. Và đôi khi mà Benro anh ta bị out hay cũng như anh ta không phải sợ, bởi vì cái deck tốc độ đánh của deck của Jay thì anh rất là chậm.
Và đây là hai Zplay gần đây nhất mà mình có check Rider API, thì cũng có hai Zplay này thôi với cái deck này. Giày thì vì kit. Ok, và cảm ơn các bạn xem dõi. Thank you for watching and don't forget subscribe my channel, follow Barrel Video Hit Teaser and support for Team Kick. Thank you, thank you for watching. Bye bye.